Giữa tôi là số 1 tuần này sẽ là sự góp mặt của ba gia đình nào đấy? Xuân Anh, Quang Minh. Chăm sóc ba bé nhỏ và phụ việc nhà. Là biết hết luôn. Bảo huấn luyện lại cho mình. Anh Thường, Thanh Trường. Những môn học như lý, sinh thì có môn gì? Sử rồi gì nữa? Địa. Coi... Địa hình hiểm trở. Đúng là tâm đầu ý hợp thiệt luôn á. Bảo Ngọc, Thái Dương. Cách nào của chồng khiến vợ cảm thấy trân trọng tự hào đó là chung thủy, yêu thương và trách nhiệm. Người chồng mà có trách nhiệm với gia đình là gia đình rất là hạnh phúc. Gia đình nào sẽ giành chiến thắng, gia chạm tay đến chiếc quân gian. Mém vô trời, xem vô được cái ly 3 điểm à. Tất cả sẽ có trong Giờ Tôi Là Số 1, 20:30 Chủ nhật, ngày 25 tháng 8 năm 2024, trên truyền hình 951.